Nhân dịp năm mới thì Hồ Bích Trâm xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trước khi đến với chương trình thì Hồ Bích Trâm xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Nệm Ưu Việt chất lượng đỉnh cao và viện làm đẹp Angel Beauty đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Mode và Cuộc Sống là một chương trình mới. Nói về thời trang và làm đẹp thì trong chương trình có 4 chuyên mục. Và chuyên mục đầu tiên đó là chuyên mục 24/7. Nơi đây sẽ là nơi chia sẻ những tin tức, những thông tin cực kỳ hot và cực kỳ nóng hổi luôn. Wow! Cái chuyên mục này quá hấp dẫn đúng không? Và chuyên mục thứ hai cũng cực kỳ hấp dẫn không kém, đó là chuyên mục Mode 360. Nơi đây sẽ là nơi để chia sẻ những bí quyết và các phương pháp về làm đẹp. Cái mode này là đảm bảo các cô gái thích nè. Và chuyên mục thứ ba, Hồ Bích Trâm nghĩ rằng quý vị khán giả sẽ rất là mong chờ, đó là chuyên mục Mode Cùng Sao. Ở chuyên mục này thì quý vị khán giả sẽ được gặp tất cả các ngôi sao trong các lĩnh vực và những câu chuyện của họ chia sẻ về làm đẹp nha. Và chuyên mục cuối cùng, Hồ Bích Trâm nghĩ đây là một chuyên mục cực kỳ thú vị, đó là chuyên mục Mode 365. Nơi đây sẽ chia sẻ những bộ sưu tập mới cũng như những xu hướng mới nhất của các nhà thiết kế. Wow, công nhận chương trình Mode và Cuộc Sống quá thú vị đúng không? Và không kéo dài thời gian của quý vị nữa. Bây giờ Hồ Bích Trâm sẽ mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục 24/7. Tuần qua, sàn diễn chương trình Mode và Cuộc Sống với chủ đề Xuân quy tụ nhiều nhà thiết kế. Tuy là sàn diễn mới, nhưng tại đây thu hút nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Bên cạnh đó, chương trình sau nhiều lần casting đã chọn ra những gương mặt mẫu mới. Đây cũng sẽ là một làn gió mới của làng mốt Việt với sự dẫn dắt của đạo diễn khát quốc siêu mẫu Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam Võ Hoàng Yến. Các người mẫu trình diễn một cách ấn tượng và đẹp mắt. Tuy là một sân chơi mới, nhưng Mốt và Cuộc Sống hứa hẹn sẽ mang lại nhiều sàn diễn độc đáo hơn nữa trong thời gian sắp tới. Mới đây, tại Diamond Place, show diễn Phong Cách và Cuộc Sống đã diễn ra với chủ đề Hội Ngộ. Đêm diễn là nơi quy tụ những nhà thiết kế tên tuổi, những gương mặt người mẫu nổi tiếng, cũng như đông đảo khán giả yêu thời trang. Đặc biệt trong fashion show lần này còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ khách mời như diễn viên Việt Trinh. Chị là người kết màn cho bộ sưu tập Sống của nhà thiết kế Minh Châu. Lần đầu tiên tham gia chương trình Phong Cách và Cuộc Sống, người đẹp Tây Đô đã tự tin sải bước trên sàn catwalk cùng với những người mẫu chuyên nghiệp. Khách mời được đông đảo khán giả chờ đón là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Dù là lần đầu tiên, nhưng Lương Bích Hữu đã thể hiện được thần thái tỏa sáng khi khoác lên mình bộ áo dài với sắc đen truyền thống. Là show diễn cuối cùng trong năm 2016, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để mang đến thật nhiều mẫu thời trang xuân dành cho tất cả mọi người. Trong đó phải kể đến những mẫu vest nam lịch lãm kết hợp với đầm dạo phố, dự tiệc của thương hiệu Parity. Xuân cũng là nguồn cảm hứng mà áo dài Minh Châu, áo dài Cẩm Tú, thời trang Gore-Tex, thời trang Lavaro by Xuân Lộc đã mang đến đêm hội lần này. Bên cạnh đó, với các em nhỏ thì không thể bỏ qua những thiết kế mới nhất đến từ thương hiệu Legato. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, sau đêm diễn, ban tổ chức đã có những món quà dành tặng cho các người mẫu tham gia trình diễn trong nhiều năm của chương trình Phong Cách và Cuộc Sống, cũng như dành tặng cho những người đã đồng hành cùng chương trình này. Vậy là vừa rồi quý vị khán giả đã được xem những thông tin cực kỳ hấp dẫn từ chương trình đúng không? Và bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục Mode 360. Thank you.
you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Millie point two just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get me laid. But switch out my cup, I can't let me pain. Like what you done. I'm a motherfucking star boy. I don't really listen. I'm in the blue mood, song bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean it with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, like to get me laid. Switch out my cup, I can't let me pain. Look what you've done. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. Bích Trâm sẽ mời quý vị các bạn gặp gỡ bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Hiệp Lợi để nghe bác sĩ chia sẻ về các phương pháp làm đẹp và đặc biệt hơn là nhận lời chúc mừng năm mới từ bác sĩ nha. Ngày nay, phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ được xem là giải pháp hiệu quả trong việc làm đẹp cho con người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Nếu như trước đây, giải pháp này không được nhiều nơi ủng hộ bởi quan điểm cái đẹp phải xuất phát từ tự nhiên, thì ngày nay, suy nghĩ ấy đã ít nhiều có những thay đổi. Đa số thì người ta ai cũng thích vẻ đẹp tự nhiên, nhưng mà cái đó chỉ là dành cho những người may mắn thôi. Còn đã có một số phần các bạn không được may mắn như vậy, thì hiện nay đã có những biện pháp rất là tốt về giải phẫu thẩm mỹ, cho nên Hậu Duy cũng ủng hộ cho tất cả anh chị em khi đến với giải phẫu thẩm mỹ. Có nhiều người trong cuộc sống thì họ tự ti về vẻ đẹp của mình, họ không được đẹp thì họ phải chọn phương án là phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Để có can đảm phẫu thuật thẩm mỹ thì đằng sau cái sự can đảm đó thì có gia đình ủng hộ. Và mẹ tôi là người đã khuyên tôi nên phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Lúc mà phẫu thuật thì tôi cũng có run, tôi cũng sợ như mọi người. Nhưng mà khi được mọi người ở đây ủng hộ và khuyên tôi nên bình tĩnh và tự tin thì tôi vẫn quyết tâm làm và tôi đã có đủ can đảm để làm điều đó. Sau khi phẫu thuật xong thì tôi cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy mình đẹp hơn. Trong cuộc sống thì
bạn bè thì ai cũng khen tôi sau khi phẫu thuật thì rất là tốt, rất là đẹp. Những người phụ nữ nào mà vẫn chưa đủ tự tin về vẻ đẹp của mình thì họ có thể tìm đến những bệnh viện uy tín để làm đẹp. Vì cái đẹp đó thì sẽ phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi, một trong những bệnh viện tư chuyên về tạo hình và giải phẫu thẩm mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trong một ngày có rất đông khách hàng đến để được tư vấn và lựa chọn dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó đa phần là các chị em phụ nữ. Việc chọn phẫu thuật đã được nhiều người ưa chuộng bởi hiệu quả thực sự của nó, nhất là khi công nghệ thẩm mỹ ngày càng hiện đại và đảm bảo được yếu tố an toàn cho người thực hiện. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì trong một năm qua, bệnh viện chúng tôi đã không ngừng đầu tư trang thiết bị mới cũng như nâng cấp phòng ốc, phòng mổ, phòng sản xuất làm việc, cũng như là đào tạo những đội ngũ nâng cấp hơn nữa về trình độ của nhân viên và bác sĩ để đáp ứng được những cái nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đầu tư những trang thiết bị về máy móc mới như là những máy chống sưng thế hệ mới để mà giúp cho quý khách hàng trả lại một cái sắc đẹp mau hơn so với những cái phương pháp cũ. Đầu tư thêm những cái máy móc như là nội soi những thế hệ mới, rồi máy cắt đốt laser những cái thế hệ mới, rồi máy hút mỡ thế hệ mới để mà đáp ứng được cái nhu cầu. Đó là về trang thiết bị. Đánh giá trong một năm qua thì đây là một bước thành công rất lớn của bệnh viện, không ngừng hợp tác với những cái bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài. Chúng ta cũng có những cái chương trình cụ thể để cho tất cả những cái bác sĩ và giỏi ở nước ngoài về Việt Nam mổ. Như vậy thì mới đạt được những hiệu quả tốt. Song song đó là gửi những cái bác sĩ của chúng tôi đến những cái trung tâm thẩm mỹ nổi tiếng của Hàn Quốc ở Seoul cũng như là Busan về những cái kỹ thuật cao. Chúng tôi cũng tiến hành quan sát và thậm chí chúng tôi đặt hàng những cái máy mới để chúng tôi có thể phục vụ tại bệnh viện. Chúng tôi cũng đầu tư về phát triển về thẩm mỹ nội khoa và những cái thế hệ máy mới như là nâng cơ, săn chắc da, hai phu. Vì những cái đầu tư đó và những cái hướng đó mà chúng tôi mang lại cái hiệu quả tốt hơn trong kết quả về phẫu thuật cũng như về điều trị nội khoa trong việc chăm sóc sắc đẹp. Trong năm qua thì Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi đã có những cái hai cái công trình nghiên cứu công bố về cái phương pháp sửa mũi mới mà được báo cáo ở nước ngoài, ở Đài Loan và cũng như là hội nghị của Việt Nam ở trong nước, đạt được những thành tựu rất là cao. Đó là những cái đóng góp mà của bệnh viện cho cái ngành giải phẫu thẩm mỹ của thế giới cũng như là Việt Nam, được hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá rất là cao. Và đến với chuyên mục Mode Cùng Sao lần này, Hồ Bích Trâm xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện thời trang của nhà thiết kế Hoài Sang và bộ sưu tập mới nhất của anh, đó là bộ sưu tập Xuân Quê. Lắm.
Chào khán giả Mới Vào Cuộc Sống. Với tôi, quan điểm của tôi về nghệ thuật thì nó là sự kết hợp, sự cảm nhận của mỗi con người từ trong cuộc sống hàng ngày, từ trong suy nghĩ, và nó được ảnh hưởng bởi sự tác động của xung quanh, của môi trường hay là của tất cả mọi thứ. Với bộ sưu tập Xuân Quê lần này của tôi được thể hiện được cách điệu từ những tà áo dài trên những cái nền tảng chất liệu như là siêu, cô tông, organza được tôi đưa vào và kết hợp lại, tạo nên một cái nét mới cho bộ sưu tập với những cái kiểu dáng không chỉ dừng ở áo dài. Nó được thể hiện những cái hình ảnh của cái người phụ nữ ngày xưa với những chiếc áo tứ thân mới 3, mới 7 được cách điệu trở lại, hay là những cái váy quanh cùng với những chiếc khăn mỏ quả. Đối với tôi, một cái mùa xuân ở phiên chợ quê thì nó có rất là nhiều hình ảnh, từ những anh bộ đội, những anh dân phòng hay là các cô, các mợ, ai cũng có thể đến chợ và để thể hiện cái niềm vui ở chợ. Cái niềm vui khi mà ra chợ thì không chỉ dừng ở lại câu chuyện là để mua bán, mà còn có thể chia sẻ một cái niềm vui của mình đến với người khác, và cũng giống như đón nhận những niềm vui từ người khác đến với mình. Lạ lắm, ngại lắm. Cái cặp mắt nhìn vậy là chúng ta đã được nghe những chia sẻ cũng như ngắm nhìn những mẫu thiết kế của nhà thiết kế Hoài Sang trong bộ sưu tập lần này, cực kỳ độc đáo và ấn tượng đúng không nào? Và bây giờ, một lần nữa Hồ Bích Trâm xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cả bộ sưu tập Xuân Quê của anh trong chuyên mục Mode 365.
Vậy là chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Mode và Cuộc Sống ngày hôm nay. Quý vị ơi, đừng quên mở TV vào lúc 14 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 nha. Và một lần nữa, Hồ Bích Trâm xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Nệm Ưu Việt Chất Lượng Đỉnh Cao và Viện Làm Đẹp Angel Beauty đã đồng hành cùng với chương trình. Và nếu như quý vị muốn xem lại chương trình, hãy truy cập vào fanpage của chương trình Mode và Cuộc Sống. Thư từ góp ý xin gửi về công ty quảng cáo Gia Minh, số 15A Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!